Đây thứ ra nói về cái động cơ V8, thực ra nói về động cơ V8 thì rất nhiều các bác trong đây và rất nhiều các bác xem video của em thì nhắc đến V8 là các bác cũng phải rất là suy nghĩ và đắn đo về cái mức tiêu hao nhiên liệu. Nhưng bản thân em giới thiệu cho các bác với mẫu xe này xăng ăn 11 lít, hơn 11 lít. Thực chất là em nghĩ các bác, nhiều bác nghĩ là em nó phét. Nó thật, có nhiều các bác nghĩ không tin. Khẳng định là nhiều các bác không tin với cái động cơ máy 4.7 mà xăng này chỉ ăn 11 lít thì không phải rồi, đúng không? Có gì đó sai sai. Nhưng mà thực tế, dám cam kết cho các bác bằng văn bản, nếu các bác ở khu vực phía Nam có nhu cầu ra xem xe, bắt máy bay, hay các bác trên Hà Nội có nhu cầu xuống xem mẫu xe này về test thử, nếu mức tiêu hao nhiên liệu không đúng như em cam kết thì em sẵn sàng bồi thường cho các bác cái tiền chi phí đi lại cũng như là tất cả những cái chi phí các bác đi ra ngoài xem mẫu xe này. Đấy, nói chuẩn cho các bác luôn, bởi vì xe này bên em đã test thử rồi nên dám cam kết cho các bác bằng văn bản như vậy, đã chạy thử rồi nên các bác hoàn toàn yên tâm. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay thì bên em lại vừa về được một mẫu xe Mercedes GL450, một dòng xe nhập khẩu bên trước. Con này thì sản xuất năm 2006. Cái bữa trước thì bên em đã bán một con Mercedes GL cho anh chị và các bạn rồi. Và hôm nay tiếp tục về một mẫu xe Mercedes GL rất đẹp biển Sài Gòn nha anh chị nhé. Đấy, anh chị nhìn với mẫu Mercedes GL biển Sài Gòn sản xuất năm 2006, đăng ký lần đầu năm 2007, một phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc với cái động cơ máy xăng 4.7. Nhưng mà cái mẫu xe này thì cũng đã qua quá trình test thử thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó thì anh chị các bạn cũng không nghĩ là mức tiêu hao nhiên liệu của nó lại tiết kiệm đến vậy đâu. Thì em đã từng chạy thử và đã từng test thử với mẫu xe này thì đảm bảo và cam kết cho anh chị các bạn chạy đường trường thì không quá đến 11 lít xăng trên 100 cây. Nếu mà các bạn, anh chị các bạn chạy đường trường mà bình thường đấy, nếu mà quá 11 lít trên 100 cây em chịu phạt với anh chị các bạn luôn, vì đã test thử rồi. Đấy, một cái mẫu xe động cơ máy xăng 4.7 nhưng mà mức tiêu hao nhiên liệu của nếu trên cung đường trường không quá 11 lít, nếu như cung đường bình thường anh chị nhé, đã có thời gian trải nghiệm và test thử với mẫu xe này rất nhiều lần rồi nên dám cam kết và đảm bảo cho anh chị các bạn luôn về mức tiêu hao nhiên liệu. Nếu anh chị các bạn nào có thể đến xem xe test xăng đầy đủ cho anh chị các bạn, nếu mà không đúng mức tiêu hao nhiên liệu như thế thì anh chị các bạn có thể là em trả lại tiền cọc cho anh chị các bạn luôn, nếu mà anh chị các bạn nào có nhu cầu thực sự quan tâm đến mẫu xe này. Đấy, một mẫu xe rất đẹp. Đấy, về form dáng của mong Mercedes GL này thì anh chị các bạn không có gì phải bàn về cái chất của xe, với dòng xe 7 chỗ rất đẹp. Đây là dòng xe này, nó gầm cao 7 chỗ số tự động 7 cấp. Thế vì vậy mức tiêu hao nhiên liệu của nó xăng chắc chắn phải ăn ít hơn. Về thông thường những dòng xe 5 cấp chẳng hạn, con này nó là số tự động 7 cấp cơ. Đấy, anh chị nhìn cái hàng ghế phía sau của xe đây. Đây là hàng ghế thứ ba. Thì hoàn ghế này hoàn toàn là chỉnh điện được hai chỗ nhá. Ở đây một chỗ này, ở trên kia một chỗ, ở góc kia là có một cái chỗ chỉnh điện cho anh chị các bạn luôn. Đấy, chỉnh điện thì rất là tiện khi anh chị các bạn đây, nếu mà để đồ đi đây 5 người thì có để được, và nếu anh chị 7 người thì hoàn toàn là có thể hàng ghế này anh chị chỉnh điện lại được hết nha anh chị nhé. Đấy, rất là tiện. Dòng này thì nó trang bị hai cửa sổ trời vì rất là thoáng trong cái không gian xe 7 chỗ như này, rất là thiết yếu luôn. Đấy, anh chị nhìn là một cái dòng xe 7 chỗ ghế điện đầy đủ hết và còn hoạt động rất tốt nhé. Đấy là hàng ghế phía sau. Đây, cái dòng xe này thì nếu mà anh chị nào đã đam mê dòng Mercedes thì chạy dòng này nó là quá đẳng cấp. Đây cái phần chỉnh ghế sau của nó này anh chị nhìn này. Đây, chỉnh như nhau nhé anh chị nhé. Đấy, đây là chỉnh như nhau luôn. Đấy, đầy đủ hết. Đấy. Với mẫu Mercedes này thì đưa trong Sài Gòn ra. Hai dàn điều hòa sau đây, anh chị nhìn đây, đây là dàn điều hòa phía sau và các cửa gió điều hòa đầy đủ hết. Có màn hình ghế đầy đủ hết nhé anh chị nhé. Dòng này thì bữa trước đã giới thiệu cho anh chị các bạn một lần rồi. Với dòng Mercedes này thì 2006, nhưng mà mẫu xe Đức này thì nó đã được trang bị rất là nhiều những cái tính năng an toàn như lưng ga hạ gầm, đấy, túi khí phanh ABS, cửa sổ trời và số của nó hoàn toàn là số điện trên vô lăng như những dòng xe đời cao bây giờ anh chị nhé. Đấy, cái số này anh chị vào rất là nhàn với cái dòng số điện này kết hợp số tay. Đấy, số của nó là số 7 cấp. Vì vậy là anh chị các bạn đi, nếu mà đi hết số nó rất là tiết kiệm xăng. Kim ga chỉ nhỉnh 1.000 một chút thôi, gần như là nó lổ gang ti thôi anh chị các bạn, nó chạy thoải mái rồi. Vì vậy là mức tiêu hao nhiên liệu của nó tiết kiệm cũng là điều đương nhiên đối với dòng Mercedes GL này. Đấy, bởi vì là con trước thì em đã chạy thử rất nhiều lần rồi. Đấy, con trước em đã test thử rất là nhiều vòng về cái chất lượng của xe, dám đảm bảo cho anh chị về cái mức tiêu hao nhiên liệu luôn. Bởi vì đã test thử nên là có thời gian test thử nên dám cam kết cho anh chị các bạn luôn về mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này. Với một cái mẫu xe máy xăng 4.7 mà nói 11 lít xăng rất ít người tin. Phải nói bản thân em lúc đầu em mua một con xe như này thì em đã cũng không tin lắm về cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó, bởi vì em bán rất là nhiều dòng xe rồi. Nguyên tắc cái dòng chấm cao là xăng nó ăn phải tốn.
Nhưng mà với cái dòng xe Mac GL thì đã test thử và chạy thử rất nhiều, nên bằng kinh nghiệm thực tế có dám cam kết cho anh chị các bạn về mức tiêu hao nhiên liệu của nó luôn. Nếu anh chị các bạn nào có thiện chí với một mẫu xe rất đẹp và cái cửa tiền chỉ có 530 triệu thôi đấy, mức tiêu hao nhiên liệu của nó hợp lý. Và cái mẫu xe này ấy, cái lúc thời điểm mới ra thì nó loanh quanh xít soát 5 tỷ với cái dòng xe này, và bây giờ chỉ có 530, bằng 1 phần 10 của giá trị xe mới. Mà con xe phải nói là còn rất đẹp chứ không phải là xe của nó xấu nhé. Khi cái giá trị của một cái sản phẩm gì đó chỉ còn 1 phần 10 so với giá trị của xe của lúc mới thì thông thường thì cái hạn thì nó sẽ rất kém. Nhưng mà đối với dòng Mac hoặc đối với những dòng xe cũ ấy, thì càng dòng xe sang thì người ta dùng lại càng cẩn thận. Phải nói thật như các bác là càng dòng xe sang người ta dùng lại càng cẩn thận. Vì vậy người ta dùng giá trị của nó, thực tế giá trị trên thị trường của nó chỉ bằng 1 phần 10 thôi, nhưng cái chất lượng của con xe này nó còn phải 70-80% về chất lượng. Nó thật với anh chị đấy, và còn khoảng tầm 70-80% về cái chất lượng của xe đấy. Mấy cái dòng này nó đâu phải là chuyện dễ hỏng được. Những dòng xe này là dòng xe rất bền đấy, chạy bây giờ vẫn rất sướng anh chị nhé. Anh chị nhìn cái phần đầu của xe này, pha đèn, trang bị đèn bi này, cản đằng trước này. Đấy, chủ xe thì cũng đã độ thêm một cái mặt ga lăng rất đẹp. Đấy, nhìn nghe phần đầu xe này anh chị nhìn không nghĩ là một cái màu xe đời cổ 2006, đây là nghĩ như đời xe 2010 mấy luôn, bởi vì xe đầu xe rất đẹp. Và với Mac GL form dáng của nó đến bây giờ thì nó không lạc hậu. Vẫn là đẳng cấp anh chị nhé. Đối với mẫu Mac GL phải nói là nó vẫn là đẳng cấp. Đấy. Gầm cao, nốp to, 7 chỗ ngồi rộng rãi, rất là rất nhiều option hiện đại luôn. Nhớ ghế điện đầy đủ hết, tích hợp vô lăng, đấy số điện tử, đấy màn hình cửa lóc và nhiều túi khí an toàn. Và đặc biệt là cái dòng xe này thì nó được trang bị cả bóng lưng hạ gầm, sóc của nó là sóc bóng hơi. Đấy, vì vậy là cảm giác khi anh chị các bạn vào những cái cung đường gồ ghề, những cung đường sóc thì cảm giác sóc bóng hơi nó khác hoàn toàn, nó êm hơn rất nhiều sóc nó so. Đấy, nó chỉ cảm giác nó nhún thôi, nó êm hơn rất nhiều. Đấy, về cái thiết kế của cái phần đầu xe thì anh chị nhìn thấy ạ. Một cái mẫu xe bây giờ em nghĩ là anh chị mua một cái mẫu xe 400-500 triệu chưa chắc có một cái form dáng thể nào bằng đẳng cấp bằng bây giờ được, mặc dù nó là đời mới. Đấy, đối với mẫu Mac GL thì anh chị nhìn thấy kể cả đời 2006 nó đã thiết kế hoàn toàn khác rồi. Đấy, phải nói rất đẹp và đẳng cấp, đánh giá là đẳng cấp luôn, bởi vì ngày xưa mẫu xe này nó trị giá loanh quanh gần 5 tỷ cơ mà. Gần 5 tỷ một cái mẫu xe thì cũng không phải chuyện đơn giản. Cho đến bây giờ giá trị của nó chỉ bằng 1 phần 10 của giá trị xe mới thôi, nhưng mà chất lượng của nó vẫn phải được tầm 70-80% giá trị xe, bởi vì chủ xe người ta vẫn bảo dưỡng thường xuyên, nên là vì vậy cái chất lượng xe nó vẫn ổn định luôn, kể cả máy móc gầm bệ. Thì theo em đi thì cái mẫu xe này với những cái mẫu xe loanh quanh tầm khoảng 700-800 triệu bây giờ, đánh giá kể cả Fortuner cũng không tuổi gì so với con xe này được cả. Đấy, kể cả Fortuner mới tinh chạy không thể sướng hơn con Mac GL được. Đấy, nó chất hơn ở cái như vậy, đi thì cực sướng luôn. Kể cả phần chi phí sửa chữa cái dòng xe này thì bây cũng không phải là nhiều. Nếu anh chị các bạn biết chơi thì những cái nơi mua đồ của dòng Mac này bên em rất là chuyên sâu. Vì vậy là giá tiền mua đồ của những dòng xe này nó cũng rất hợp lý thôi. Đấy, không quá cao cho anh chị các bạn. Mà cái chi phí của dòng này thì không phải là nhiều, bởi vì là nó rất ít hỏng vặt thôi, chứ không phải là hay hỏng vặt cho anh chị các bạn đâu. Đấy, với cái tầm tiền bây giờ loanh quanh hơn 500 triệu thì anh chị các bạn không thể kiếm được một cái mẫu xe phổ thông đời mới. Phải nói là không thể kiếm được một mẫu xe phổ thông đời mới mà chất như cái dòng xe này được. Đấy, nó là mẫu xe đẳng cấp thực sự luôn. Đấy, 2006 nó ra cái mẫu xe này nó loanh quanh tầm 4 tỷ 7 gần 5 tỷ. Thực chất là cái thời điểm đấy không phải ai có tiền sở hữu. Và bây giờ 500 triệu thì chắc là các bác có thể là rất nhiều người, phải nói là rất nhiều người trong số các bác có thể mua được cái mẫu xe này đi. Đợt trước đó là mình là một cái niềm mơ ước, thì bây giờ thành hiện thực thì mình có thể là cố một tí mình lấy cái mẫu xe này mà chạy rất hợp lý luôn. Đấy, Mac GL, một cái dòng xe đẳng cấp như này chạy sướng cực kỳ luôn. Đối với dòng Mac GL này chạy sướng cực kỳ luôn. Đấy, đây các bạn nhìn về tổng thành chi tiết của mẫu xe này, phải nói nó đẹp thực sự luôn. Mac nó đẹp, có những cái điểm mà những cái dòng xe phổ thông không thể nào có được, và với kể cả loanh quanh tầm 1 tỷ đồng như các bác bây giờ mua mẫu Fortuner mới tinh, em đánh giá là kể cả các bác bây giờ mua mẫu Fortuner mới tinh, nếu mà thực ra đánh giá khách quan nhất là về cái form dáng, tổng thành đã thua cái dòng con GL này một bậc rất nhiều. Đấy, về cái chất lượng thì với một mẫu xe kể cả mới tinh 2019, khi ngồi cảm giác ngồi trên xe không có cảm giác sướng mà ngồi Mac này được. Đấy, ngồi Mac này cảm giác nó khác hoàn toàn, sướng hơn nhiều. Dòng xe châu Âu nó rất là về thiết kế này, rất là nhiều những cái tính năng an toàn, rất là nhiều những option hiện đại cho các bác tham khám phá luôn. Và những cái chế độ của nó còn hoạt động tốt,
các bác thấy bỏ một cái mẫu xe chế độ điện tử như hàng chục năm nó vẫn hoạt động nguyên xi, nó không hề hỏng một chút nào cả. Khi các bác quan tâm thì chúng nó bảo dưỡng đấy. Chứ còn đâu thứ ra một cái mẫu xe mà các bác chạy khoảng 5-7-10 năm mà không chi phí, không bảo dưỡng thì con xe nó cũng đều xuống cấp cả. Nhưng mà khi chủ cũ người ta chạy, người ta có quan tâm đến xe, người ta bảo dưỡng thường xuyên thì cái mẫu xe của người ta gần như là vẫn còn nguyên xi đến 70-80% trở lên về cái chất lượng luôn. Đấy. Không phải lo về bất cứ một cái chi phí gì con này nữa cả, bởi vì là bên em về đã kiểm tra, đã test thử rất kỹ rồi. Đấy, đồ đạc các thứ của nó các bác nhìn thấy nó còn đẹp, còn liền lạc thế này cơ mà. Đấy, pha đèn các thứ sáng quắc luôn. Pha đèn này nó khác với pha đèn của 2010 mấy đâu các bác nhìn không nhỉ? Cái cản này thì chủ xe đã đổ có một cái cản của xe đời mới rồi. Thì các bác nhìn cái đầu xe nó khác gì một đầu xe mới đâu. Đấy, pha đèn đây. Đấy, những cái chi tiết của xe này không có gì phải bàn với con xe này cả. Bởi vì nhưng xong dòng xe này thì bên em mua, bản thân bên em mua đã phải tuyển chọn rất kỹ về cái chất lượng của xe. Đấy, vì vậy thì các bác mua dòng xe này thì hoàn toàn là yên tâm. Nói thật với các bác là hoàn toàn yên tâm luôn về cái chất lượng. Đấy. Đây là cái phần ốp, phần khoang lái của xe này, kiểm tra cho các bác kiểm tra luôn cái dòng xe này. Đấy, một cái mẫu động cơ V8 4.7. Thì là nhắc đến V8 rất nhiều người, phải nói rất nhiều người trong số các bác nếu chưa tìm hiểu kỹ, nhắc đến V8 là phải nhắc đến một sự gọi là tiêu hao nhiên liệu khủng khiếp luôn. Bởi vì máy nó là máy 4.7 cơ mà. Nó thật với các bác là máy 4.7 cơ mà. Không phải là ai cũng trong cái câu chuyện nói 11 lít của em này. Cho đấy anh các bác nói trong cái câu chuyện nói 11 lít của em này không phải ai cũng tin. Nó thật như là đấy, câu thực tế là không phải ai cũng tin. Bởi vì nói nó là vô lý. Khi với một cái mẫu xe mà máy 4.7 mà xăng lại ăn 11 lít là không tin được. Nhưng mà em dám cam kết cho các bác bằng văn bản luôn. Đấy, các bác nào xuống test thử luôn. Ví dụ các bác ở Hà Nội hay ở trong khu vực phía Nam bay ra ngoài này, mà trường hợp mà các bác test không đúng như thế, em sẵn sàng em gửi cho các bác cái tiền vé cũng như chi phí đi lại cho các bác. Nếu mà cái lời nói của em không đúng đối mẫu xe mẹ GL450 của em bán ra này. Đấy, dám cam kết và dám chuẩn cho các bác bằng văn bản luôn. Đấy, một cái nói nó chính xác luôn. Bởi vì đã test thử rồi thì mình tội gì mình không dám chơi. Bởi vì mình chạy thử, trải nghiệm thử rồi thì mình làm sao mà mình không dám chơi với cái dòng xe này được. Đấy, đã chạy thử các kiểu đồ nên dám đảm bảo cho các bác bằng văn bản về cái mức tiêu hao nhiên liệu của dòng xe này. Chạy thì không phải bàn, cực sướng luôn. Đấy. Form dáng đẹp và trước 5 tỷ bây giờ còn 500, hơn 500, 530 triệu tội gì mình không mua khi người ta sử dụng hết câu cao rồi. Mà bây giờ mình đang có một cái nhu cầu cần một cái dòng xe sang, các bác tội gì không mua, phải đi mua những dòng xe. Ví dụ bác nào có nhu cầu chạy dịch vụ em không nói, ví dụ các bác mà đi xe tư nhân cần một xe đi chơi thì tội gì mình mua những dòng xe ít xăng. Cứ nhiều xăng mà đi, bởi vì nhiều xăng đi thì nó mới sướng được, nó mới an toàn được. Đấy, dòng xe tiết kiệm xăng chỉ dành để chạy dịch vụ thôi, hoặc đi làm nhiều thôi. Các bác đi chơi thì đừng nghĩ đến vấn đề xăng cộ. Đấy, mình khi đã chơi rồi còn tính toán thì cuộc chơi nó không vui được. Đối với những dòng xe sang này cũng vậy. Khi đi những dòng xe này thì chấp nhận cái chi phí của nó phải cao hơn những dòng xe phổ thông một chút. Nhưng bù lại thì cảm giác nó sướng là một, oai là hai. Thế là nó thật thực tế. Bây giờ đi mẹ GL nó khác với đi xe Vios hay là đi xe Innova. Đấy, chấp nhận chi phí nó phải tốn hơn, oai hơn thì phải tốn tiền hơn. Đấy. Mua cái kính đẹp hơn thì nó phải đắt tiền hơn. Cái kính xấu tiền nó đẹp, đeo hơn, oai hơn thì phải đắt tiền hơn. Đấy là điều đương nhiên. Mà thứ an đối với cái dòng xe mẹc này thì các bác cứ sợ, chứ em đã chạy thử rất nhiều rồi. Về cái dòng xe này thì nó cũng là một dòng xe khá là chất. Đấy, chạy ổn định với chất lượng, cũng không mấy khi hỏng vặt đâu các bác nhé. Không mấy khi hỏng vặt để cho các bác sửa đâu. Đối dòng này nó chạy nó cũng bền bỉ cực kỳ luôn ấy. Về form dáng của nó không phải nghĩ về cái chất lượng luôn. Đấy, bác nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho em Dương. Số điện thoại của em là 0829 777 777 các bác nhé.